Rồi chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Sim. Ngon 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 ngon. Mình giả bộ mình im mà để coi Út Thu có nói gì vậy. à, lên quá à, tối ngày. Bữa nay em mua con vịt này là em sẽ quay, làm vịt quay á. Mà vịt quay không phải kiểu nướng lò giống như người ta, em sẽ nướng bằng than. Để nàng tí mình dồn nấm kim châm với hạt sen vô, nhưng mà mấy cái đó một hồi em sẽ hấp luôn. Luộc Cái này là nói chung là món vịt quay đúng không? vịt quay Con vịt quay vịt quái quay cái gì này, gọi là quay vòng tròn tròn gọi là vịt quay. đúng rồi, nhưng mà mình nướng bằng than á. Cái này là em nãy giờ em làm rồi, Bạn coi gà gần hết rồi. nhà mình có ổ ong bạn, ổ đậu được kia nhóc chân nó bay kìa. Đó ngựa Cái chân. Thấy thùng bát không? Đặng cái thùng bát đặng á. Ông gùi. rồi đó. Không biết bao nhiêu năm rồi đó, không có lấy mặt luôn. Đóng luôn đó. Ủa mà thường vịt quay anh thấy như ta làm vịt ấy mà đâu phải vịt xiêm. Hả? Vịt quay thường tao cho quay con vịt đồng rồi mà chứ đâu phải vịt xiêm. Đúng rồi, vịt xiêm người ta ăn ngon hơn. Cái này là mình để gì gừng được vô hả? Em chà muối với gừng. Ừ, Sát muối với gừng khử mùi tanh. thử. Ừ. Đây con vịt sim, con này ký 2 ký 3 không ta? Wow, ký 4. từ đó đâu phải chuyện đùa hả? đúng rồi đâu phải chuyện đùa Hấp thu này dạo ta mua nguyên con vịt sim ơi, luôn. em sẽ đầu tư bữa nay em quay cho anh coi. Hôm qua mua số trúng gì mua này chơi món lớn rồi hả? À? Trúng rồi, ừ tức là vậy. bình thường mình ớt và mình quay kia à. Nhưng mà bữa nay em sẽ luộc con vịt này trước cho vịt nó căng bóng á, nó bóng lên á, cái mình quay nó mới đẹp. Bữa nay đầu tư lại làm gà làm đúng vịt quay luôn nè. Đi mua cái cây inox các bạn mà không có bạn ơi, chắc cũng đốn nhánh tre làm. Ủa chỗ đó không biết cái mấy cái cây đó ở đâu bán mà sao kiếm không có ta. Cái đó hình như ta đặt các bạn ơi. Thì nướng cái cây nó tiện hơn các bạn, nó đỡ tốn công đoạn đi chặt này chặt nọ che bọng được, xỏ vô là quay thôi mà kiếm không có. Luộc sơ. Giờ đi luộc sơ nữa. Luộc cho nó căng bóng nó đẹp đẹp gái một chút. Ồ, Con này con mái đó. ồ vậy hả? Nãy mình định nói con vịt đực rồi đó mà tôi nói vịt mái. Vậy con vịt này nó dậy thì chưa? Vịt nó dậy thì chưa? Bởi vì con cá mà Út Thu nói cá dậy thì nữa mà còn bó tay mà. À, con vịt xiêm này 1,4 kg là nó còn nhỏ. Cái thường vịt xiêm kích cỡ nó bự lắm mà. Con vịt nó già đó, ăn. Gì? Vịt xiêm mới 1,4 kg mà già vậy? Con vịt anh nói kìa mấy ký thì đúng đó, nhưng mà ý là mấy con đó vịt hơi già đó. Nhà mình hồi đó bà nội bà nuôi vịt xiêm quá trời luôn, mấy mẹ chục nói con. kìa vịt mái đâu có bự đâu. Đúng rồi, thường con vịt vịt đực nó bự. Ở đây còn có gì, nấm kim châm, nấm kim châm rồi hạt sen. hạt sen, Cái này nấm nấm mèo. một tí em dồn vô bụng con vịt đó. Rồi hành tím. Giờ chuẩn bị luộc sơ nữa. Hôm qua mua 2 tệ số trúng số đậu gì? Không có mua vé số lấy gì mà trúng. Mới thấy mua hôm kia hôm kì đây. Không có mua đâu, không mua. Mua không trúng lấy gì nữa. Dễ ăn quá, mua dạng ăn hết rồi, vé số. Thế người ta trúng lấy hàng. Mình số đầu, cậu số đầu cũng không trúng. Số đầu 100.000. 100.000. Mai đi mua con gà đi, mua con gà 200 ngàn mua 2 tờ số, bảo đảm trúng số đầu. Lỗ. Lỗ nặng. Cái đèn dầu huyền thoại. Gió quá vậy, nó không cháy được. Cái gì mà? Gà. Củi này nó mau cháy mà.
Củi nhỏ, ba cái củi ổi nhãn màu cháy lắm. Nhánh. Thả dịch vô. Thả vô liền luôn vậy đó hả? Đúng rồi. Để nó có sôi á, dịch nó bị nín đó. Là chín ra ngoài mà đỏ ở trong á. Ừ, kinh nghiệm ghê ta. Ghê thiệt, ghê thiệt. Cầm đại đi, cầm. Trời ơi, không? Mới nói à. Xíu rồi xong ngăn rồi bạn. Cầm đi, nước nó đâu có nóng đâu, mới bỏ vô mà. Không sao. Không sao, không sao. Tí em sẽ bỏ hạt sen cho ba em luộc. Tại hạt sen nó lâu chín lắm. Dịch quay trước mắt nhìn thấy con dịch luộc chứ rồi. Ủa vậy? Vậy dịch quay này người ta phải luộc trước vậy hả ta? Thường á, em thấy người ta luộc á. Giống như ba nói mấy con heo á, trước khi người ta quay á, người ta cũng luộc trước á. Bởi vì mình chặt ra nó hơi bị nước á. Thiệt mà. Em nói thiệt mà. Dịch quay em không biết, nhưng mà heo luộc, heo lớn lớn là người ta hay á, để như luộc trước hay sao á. Giờ để mấy cái hạt sen vô luộc luôn, tại hạt sen lâu chín lắm. Rồi tí rồi mình vô. Ủa Thu bữa nay phát hiện ra cao hơn mẹ ta. Em cao hơn mẹ ta lâu lâu rồi. Em cao hơn mẹ ta ở nhà mẹ là lùn nhất. Mấy cái nem cha, nấm kim châm nè, em thắt lại rồi đó. Nè cái nấm nó dài thế này nè. Em thắt lại cho nó gọn á. Cái nấm nó để sao hả? Để sao? Có hạt sen nó lâu chín lắm, giờ đi đốn che đi. Giờ đi đốn che thôi. Nước giờ đang chảy cạn. Để hôm nào có dịp ba cho con mình xuống đây mò hến với dẹm cợn bữa nữa. Tính ra cũng lâu ha. Đâu anh trước có chiếc gì? Mát. Ủa, bác Sáu đắng kìa, bác đang làm gì đắng hả? Bác Sáu gái. Lâu lắm rồi chiếc mát vậy hình em. Chỗ mát hồi thời mà chín chín 2000 cái thời đó chiếc mát tiền không đó, đại gia mới mua được chiếc mát đó. Lựa cái nào dạ dạ hai ốm ốm được rồi, đừng rút cây bự quá mập á, lo không nổi đâu. Nhảy ăn được bà anh cứ hỏi thôi. Ê rồi. Ủa, là cây đâu là cá? kéo lùi lại phía em nè. Ừ, kéo lùi lại phía em nè. Trời ơi. Nướng con vịt thôi mà chơi hi 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 che, chưa đời nổi không? Đầu tư chơi lớn luôn mà. Nướng có con vịt thôi đó. Phá quá trời phá rồi, nướng có con vịt đó. Nào bị đuổi ra khỏi nhà bữa hai anh em. Họ lấy khúc này nướng được rồi, tại vì họ làm hai cây chéo ngang nữa. Họ dắt thêm cây ngang nữa. Ủa cây đó làm cây ngang được rồi. Bây giờ mình cỏ mẹ mẹ bả chữ mình xác. Cây đó họ làm cây ngang được rồi. Được, cây đó ngang. Vịt nó ký mấy nha. Tụ tư à. Tốt nguyên cây tre luôn. Hai mình đang chặt rồi. Thank you.
lớn lớn lên trên đời. Chị đời đúng nói hả? Đúng rồi. Chuyện đã không con cho con giật lột rồi teo dưới ta nãy giật lột rồi nở ra bự ra chứ đời nói không lại coi thử giật nó còn cái đùi hay không đây nó thu nguy hiểm lắm ừ hên còn hai cái đùi chuyên gia giặt mà bởi vì nguy hiểm lắm mà giật mới vớt ra thấy bốc khói cái này một hồi ướp gia vị rồi vô kìa nướng kìa. Mùi thơm mới khó cưỡng giờ làm nước sốt để ướp vịt nước tương nước sốt nước tương cà no con hủ chao này xài biết bao lâu rồi lâu à trời hủ chao lâu dữ á tí ngọt hủ dễ luôn xài biết mà hết luôn á bạn thấy nó ăn chứ tội mỗi tháng tốn ba cái gia vị bà cố luôn lắc nhắc à đường bột ngọt mắm tương vậy thôi sao ít vậy hả có cái này em trộn với cái này để cho nó tan tan chút giờ pha thêm nước sốt để ớt chung như đó đủ không? Đủ. Nãy em tính ướp cái này riêng nè. Không mà để chung đi. Hành tím. Như đem dịch không đủ sao được. Nào chuẩn bị massage, massage dịch nè. Để thêm một tí nước sốt được nướng vô nó nhiều hơn ghê hôm nay đầu tư mà dầu để vô đừng cho nó khét hả cho nó bóng thấy con vịt quay này thấy tốn nhiều công đoạn ghê bạn bữa nay em làm phải giống vịt quay em mới chịu nha rồi ra vịt nướng từ lộn ruột cho coi vịt quay mà giống như trong tiệm em mới chịu nha quảng cáo nổi dữ quanh sát rồi vậy ra thành con vịt nướng giống vịt quay trong tiệm em mới chịu ui da nóng bên trong còn nóng mà nhiệt độ kính hơi rồi. Đây đồ dùng hạt sen cái này là mỗi cái là mình luộc sẵn rồi nha cả nhà tại vì chín rồi á mình luộc cho chắc ăn á để nước sốt vô mình trộn làm gì là phải có nước tương nó mới thơm nước tương á bây giờ mận vịt nó còn khói lên nghi ngút nè. Nướng vịt là phải có nước tương nó mới thơm như thế này để mình để thêm nước sốt thịt nướng nữa dồn vô trời bữa nay phải làm giống mới chịu nè sao được sao bụng nhỏ vậy nãy con vịt cái mà sao bụng nhỏ con vịt đực mới bụng mới nhỏ chứ mẹ con vịt 3D rồi đâu cái bụng nhỏ xíu à
đúng không? Đúng rồi. Em phải chặt cái cây đó, đâm ở đây hai rồi em mới mai lại dư. Đây là công sức hai anh em mình nãy giờ. Hai anh em mài mòi. Còn đó. Nước này là một tí để hồi em quét dịch á. Giờ ấy lên trước em hơi nước khác. Đó mình nãy, con nãy. Dịch gì đâu mà nãy ký tư giờ thấy giống như con chim cút trời. Cút đâu trời? Con này mà con cút. Cái này lấy chỉ mài nè. Em nói mà chiếc này em phải làm giống như. Ừ. Giống mình mới chịu nha. Đầu tư đó. Có bếp ga là tiện ghê bạn. Bình khò nè. Bình khò lúc trước ba rùa tặng mình á. Ăn có con vịt mà nó cực ơi là cực. Nướng này chắc gì bộ chuối của bà banh chành luôn quá. Chuối mới tốt tốt lại à. Mới tốt tốt lại được mấy tháng nè. Hai anh em mình xử banh luôn rồi. Bài quá mà. Có lá chuối nè. Không ai chuyện. Bạn lấy tiện ghê không? Mẹ ngồi đó nghe trái hôm nay. Thôi được rồi, chuối trái mau. Trái chỗ này nó không có than. Nó lau bắt lửa trời, chạy dữ ta. Đó. Không với lại cứ để mới xây vườn đây rồi nó mau bắt lửa, nó mau có than. Có mấy cái vỏ vừa khô nè. Con vịt này của mình chín rồi cho nên nướng nó cũng nhanh lắm cả nhà. Bình thường nó nướng con vịt mấy tiếng đồng hồ. Bữa nay nướng vịt là mau chín nè. Để ra coi công tình làm cho đã họ thành con gà giống như con vịt nướng thôi bó tay luôn á. Vịt quay thành đổi lành vịt nướng rồi đuối luôn. Để coi nó có căng bóng rồi không. Phải căng bóng mới chịu nha. Công sức là luộc đồ. Để nước sốt đó em có chén trong bụng nữa. Ốp ba cái. Dạo này buổi trưa ra mày vườn mát mẻ ghê, có gió à. Thời tiết nó oi bức lắm nhưng mà được cái là nó có gió cũng đỡ. Chứ ngồi sao chịu nổi. Không nhận có bình khò tiện thiệt chứ. Lại có mấy cái bạch dừa khô nữa nó mau bắt lửa. Rồi, một tí nữa sẽ có ăn. Ủa. Vịt em chín rồi em chỉ còn nấu cho nó ở trong á, cái bụng á nãy em có chế gia vị á cho nó thấm gia vị. Còn ngoài em quét từ từ cho nó thấm cho nó thấm từ từ nữa là ok rồi. Ngon luôn á. Mấy cái chuối này mấy tháng nay mấy nay mình không qua anh đây nó xanh tươi kìa. Qua hôm sau chưa biết là bộ chuối này sẽ như thế nào. Giờ hôm qua nó mới được vậy. Bộ chuối huyền thoại. Quay ăn kèm bánh hỏi và bánh mì.
ba ổ bị bạn coi chóng mặt không? Đâu mà hạ tiện giả màng chứ. Tiền tép tè. Không, bánh mì đặc ruột. Anh không biết gì hết, bánh mì gì anh thấy mượn mượn với nó. Không ngon. Cái mì đó làm ổ mì đó không đủ nhét cái kẻ găng đó. Cò này sau này có tiện lợi ghê chứ. Nghĩ sao Út Thu mua ổ mì vậy bạn? Nó đẹp. Nó lại là đẹp nữa. Anh không biết gì hết. Không nhét đủ cái kẻ găng nữa. Bánh mì. Mua có ba ổ ba lớn ai ăn ai nhịn đi không biết nè. Ghê chưa. Dịch chưa lên bếp nữa là bắt đầu ngồi đây sắp chưa. Ghê chưa. Hết hồn chưa. Ăn kèm bánh mì. Bạn nào muốn ăn ổi không? Giới tài là tới là có liền rồi đó. Chỉ cần chén muối ớt thôi là đuối đuối luôn với mấy cái ổi đó đó. Đó mới ra. Rồi nó ra nó bươi gốc nhãn ổng bá quá vậy. Trời ơi quá đẹp. Để dịch vô nó là xong. Giờ nhà mình thôi gà tre quá trời luôn bạn. Nó mới nở mấy bầy nữa đó. Quá đẹp. Đời nổi không? Trời ơi, con chim cút. Trời ép. Im không, im không? Cứng ngắt luôn. Ừ, ta chế biến giỡn hoài. Cứng ngắt à. Hết sảy con bà bảy. Cái gì cũng chín hết rồi cả nhà ơi. Nếu mà ông ấy là hồi xẻ vậy ăn luôn. Không ổn là xẻ vậy ăn luôn. Tại vì con vịt với đồ bỏi nó cũng chín hết rồi. Cũng chín mình cũng luộc sẵn hết rồi. Đó. Này mua mốt chế với xe đạp thôi. Lấy gắn xích từ đây vô tới trong nhà chống á, ngồi chỉ cần trong nhà thôi, gắn vô gắn xích xe đạp ngồi đạp chống thôi. Mà đang vịt nó quay, thấy không? Thấy ghê, ý tưởng anh hai hay không? Nói anh chế ở đây. Với lại lâu lâu mới nướng làm món gì mà. Nướng từ đây tới chiều cũng có ăn. Ồ. Bắt đầu nó khô lại một cái là em mấy được rồi. Không, cái này mau chín mà, chứ cần nó khô da lại là bắt đầu nó thấy nó ửng màu lên là ăn được rồi. Tại con vịt này nó đã chín hết rồi. Giận là cái này nghe lấy xuống ăn luôn. khỏi để cho nó bóng gì hết á. Giận quá là vậy luôn. Gà lại đây quay. Mây mổ ổi nè, hộ thu sữa đẹp bắt mày bỏ lên đây quay luôn. Trời cho giờ cái này nó khô khô em mới quét lên, em quét từ từ lên á. Cho dịch nó có màu á. Trời con bụng nó chung lên. Con bụng nó chung nước lên. Giờ nó ấy ra mà cái da nó đó. Đâu nó chuẩn bị nó nhiều nè, lõn tỏn nè. Ui nhiều mà. Thấy con vịt mình nó cũng đã chín rồi, than vô đó cũng nhiều rồi. Hai anh em đi chơi chòi đi trời. Rảnh rỗi không có gì làm đi chơi chòi nè, chịu đời nói không. Rồi nướng cái gì, nướng gà đắp bùn, dọc sình đất sét đập bẹp 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 bẹp. Này là một hồi bạn coi nó ửng lên nó màu đẹp lắm. Cái này là nãy nước sốt nó dính á, cái mình đó lau sạch em mình lau rồi á mà nó vẫn còn á. Dịch nó hơi hơi đỏ đỏ á. Còn hồng còn quét lên nữa. Tại vì sợ ở ngoài á hồi nó phét á. Để hồi mình mới quét lên để nó dịch nó khô á. Giờ quẹt quẹt nó. Chút xíu nè có thể chiến. Ôi lên nghi ngút. Nó phì lên hả? Ừ.
Bởi vì có câu sao muốn ăn là phải lăn vào bếp thiệt. Món này tốn nhiều thời gian ghê luôn á. Đâu 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 đâu. Trời ơi. Mẹ chữ bị theo mẹ chữ bị lật lại mẹ kêu thai á. Ô bồ bồ sao rồi. Ý là dịch luộc á mà còn vậy. Này tôi dịch, dịch quay mà. Mà dịch mà không luộc á lịch sống mà quay mỗi lần quay cái muốn trời ơi tới chiều luôn á. Đó mỡ nhiễu rồi. Kích thích. Từ 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 từ. Nhất gần với món này chứ không phải chơi đâu. 1, 2, 3 khui đó. Sôi bọt lên. Hấp dẫn quá, nhìn vịt. Để cho nó khô khô tí rồi. Chín rồi các bạn ơi. Chuẩn bị chiến đấu rồi. Dọn lên cắt ra chiến đấu được rồi. Ngon lạnh bạn. Thấy chưa, hai đứa dịch quay hiệu cô Út Đồng Tháp. Thơm. Chiến đấu thôi Thu ơi. Nhìn con vịt nó ẩn màu lên coi đẹp á mà. Để nó xuống. Xử nó liền. Giờ lầu mở kiểm ra thôi. Thơm quá. Thơm khó cưỡng. Em sẽ mua con vịt kia ha. Có con vịt kia nó nghe nó mập mập nó bóng hơn á. Nóng à. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Móc ruột. Móc ruột. Trời ơi dứt cái ổi nó chứ. Sao nhiên quan bên. Ừ. Khàn thàn 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 thàn. Than dư mẹ mình phải tận dụng lại mà. Để gì đó mình phải khô bắt đầu là có thể lần sau mình chụm lại được. Giờ xử nó thôi. Nóng quá. Nãy giờ công sức Út Thu nướng cực khổ hồi cho cái móng con vịt. Móng cắt hết rồi. Năm nè. Ba mình bữa nay có đám rồi nên đi rồi. Nhà mà ba mẹ con mình với cô Năm xử con vịt này. Mới nhắc xuống mà. Phải không? Ừ. Mà phải công nhận vịt nãy nó bự ghê mà nướng lại thấy nhỏ xíu teo lại. Nướng xong giống như con chim cò. Đâu tao cũng bự mà tròn lụi người ta mà nấu gì vậy. Tại hên là có bên trong đồ bỏ trong nó phù ra. Nhét dữ lắm đồ bỏ trong á. Ra đây được cái gió mát mẻ. Ờ quên lấy con chỉ nữa. Nãy mai nó giá lại sợ rồi bổi nó văng ra. Nước chảy. Con nhìn cái da vịt đó bạn. Khỏi chê luôn. Nó ẩn màu lên nhìn thấy nó đẹp á. Nó kích thích. Đúng là vịt quay mà nãy hai anh em mình làm cứ tưởng đâu xanh vịt nướng không. Nên nào giờ nói chung cũng chưa làm món này. Ừ, đồ bổi đó kìa. Ui đâu bay lại dữ nha. Mấy đồ bổi này nó ngọt dữ lắm nè. Mấy cái nấm nè. Nó rút vô vịt hết trơn á, giờ nãy em chế đó. Nó sót trong đây cũng nhiều lắm mà. Dạ. Ui cái đằng.
ăn cái đùi. Ôi kìa, nhìn cái thịt nè, quá hấp dẫn. Vịt mỡ luôn nè ha. Vịt mỡ. Ú, gọi đây, sao vừa mình mua gùi dưới ta. Mùi thơm kích thích nó lại nè. Bà con khứa thịt hấp dẫn không? Nóng hổi, vừa thổi vừa ăn luôn. Này ăn với bánh mì với cái gì đó, cái gì quên rồi. Bánh hỏi. Bánh hỏi. Không lấy chén hả? Lấy chén đũa. Có đũa được rồi mẹ. Hỏi chén gấp cho nó chấm ăn được rồi. Đây có đùm nhãn chín quá rồi thôi. Đây sắp dịch thấy đùm nhãn chín ghê bà. Đó. Nhãn da bò. Có đùm nhãn đã không? Ừ, mày hả bưởi. Chín thốt tay ra hả? Đang ngồi đó thấy nguyên đùm nhãn. Ồ. Ngon lạnh, ngon lạnh. Đây. Một công hai chuyện luôn. Trời ơi. Mời cả nhà nha. Quất trước đi. Ừ, ngọt ngay. Bánh hỏi. Bánh hỏi đó là thường là heo quay là bao giờ thiếu nó chứ không ạ? Ăn đồ nguội á. Ăn đi, ăn đi. Mời cả nhà nha. Cố lên, cố lên. Nhìn này còn tơ mà. Sao mùi vị sao phát biểu cảm nghĩ. Nó ngọt á, mà nó thơm. Này thì nó thấm này. Có chảo cái bên kìa la xét luôn. Cái trong nè, cái non đó. Đó, ba giá đó chín rồi đó. Có con gùi ba tới ba luôn hoài bực mình gùi ghê. Mời cả nhà nha. Hạt sen, nấm gơm, bổ lợn, nấm mèo, nấm mèo, chim canh. Không khí mát mẻ. Thử coi, thử tay nghệ Út Thu coi. Thơm à? Ừ, không vui. Thơm bữa nay quá trời ta. Bữa nay sao nhiều dữ không? Vừa ăn cái mì giờ nó mới lớn vậy không hả? Ngộ à? Tùy có nhỏ hơn chút hả? Cái mì con cá vô đếm ngon. Cái mì ta đi con cá vô đếm hiểu không? Nổ rồi. Nó rớt xuống dưới cái gì cái mẹ. Phô mai hay gì á, không? Không phải phô mai. Cá. Cái gì còn tơ giá hơi dai không? Đúng rồi á. Năm xé nhỏ rồi. Hay là làm ngồi ấm làm xé. Vịt hơi dai đó nè. Vịt thấy con tơ sao hơi dai. Chắc vịt này nó đẻ mấy lứa quá. Mà những gà người quên là xé hơi dai. Chết rồi.
Vậy với bắt tư hả? Nướng vậy thấy cũng thành công lắm mà. Nhưng mà nó không bóng vậy à? Nó không có bóng ra. Trời, bóng vậy thử. Ngày nọ nữa rồi. Trời ơi. Năm. Bóng ra Năm. Bóng mặt đẹp gái liền. Chắc bảy tối bà mới về tới quá. Nhiều cái vịt này nó mập bộ. Vịt chim thì ngon, chim mái ngon hơn vịt trống. Mười mái mà. Vịt đẻ rồi cả nhà, nó dài. Mà được cái nó mập. Nó hơi dài. Đẹp quá trời, nhưng vịt chim quá trời chim. Mình cũng xin kết thúc clip đây. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Con vịt này nó hơi dai bạn ơi, nhưng mà được cái là nó mập. Ủa còn đang đắm đuối ăn kìa.